được rồi thôi. Thôi. Không ngờ mày quay phim. Quá trời. Xin chào tất cả các bạn đã đến với Nhật ký du học Nhật Bản. Ngày hôm nay là ngày 18 Tây tháng 7. Hiện tại giờ mình đang có mặt tại công viên Yoyogi. Thì tại sao ngày hôm nay mình tới đây? Thì mấy hôm trước mình có xem trên mạng ấy, vừa là hôm thứ 6 ngày hay sao ấy, thấy nó ở cái công viên này nó có một cái rất là kinh dị luôn, kinh dị và kinh dị Nhật Bản luôn ấy. Nhật Bản thường nó gắn liền với cái mà trông nó kinh dị lắm. Thì đúng ở cái chỗ này có cái kinh dị thật. Đó là cái gì kinh dị? Nó có một cái khinh khí cầu, mà khinh khí cầu ở đây khinh khí cầu đầu người mới kinh ấy. Mà loại to dã man luôn ở trong cái cả cái khu công viên này ấy. Đấy, để nói chung là để nhằm mục đích là quảng cáo cho kỳ Olympic này ấy, nó làm ra một cái gọi là để gây ấn tượng. Thì nói chung là nhìn trên mạng thấy cũng hay, cũng đẹp, cũng kinh dị thật, cho nên là mình cũng muốn tới thử ở đây để nhìn tận mắt xem cái chỗ này nó kinh dị như thế nào. Thì hôm nay sẽ quay clip này cho mọi người xem cái chỗ đấy nó có thật là kinh dị hay nó đẹp. Okay, let's go. Vâng, thì ngày hôm nay đồng hành cùng với mình nữa, không phải đi một mình thôi. Có cả thêm chị Trà nữa. Chị Trà hôm nay là ăn mặc rất là chất chơi luôn. Kiểu nhìn trông như ninja, từ trên xuống dưới là không nhìn thấy cái chỗ nào là thấy da thịt đâu cả. Mà đáng lý là hôm nay sẽ còn có thêm một ông nữa đi cùng mà lại không thấy ông ấy đâu mới nhở. Vậy sao dạo này mình thấy cái team này hơi bị nát. Anh em đi đúng là không bao giờ đúng giờ cả. Đấy, rắc rối quá, mệt quá. Thôi, mai sẽ tiếp tục mà. Đi, yeah. Nãy giờ mình có đi xung quanh ở đây mà mãi mà vẫn chưa thấy, là không biết là cái khinh khí cầu này nó nằm ở đâu. Nó nằm ở cái chỗ nào kinh dị thế nhở. Đi ở đây xem nào. Buồn cười thật. Nãy giờ mình đi hơi bị lâu rồi đấy. Cảm tưởng là giống như kiểu ở cái đợt mà mình đi tìm cái nhà vệ sinh, mà nhà vệ sinh mà như kiểu là trong suốt ấy. Đó, đi vòng quanh cả cái công viên Shinjuku rồi đó, công viên Shibuya này này, mà cũng không thấy, bây giờ cũng lại không thấy tiếp nữa. Trời ơi, đáng lý là ngay mình nhìn thấy trên ảnh là cũng nhìn trông cao phết mà sao lại không thấy nhỉ. Chắc là kiểu mình nghĩ là có cái vấn đề gì rồi, chắc là phải tìm hỏi ai thôi, không người như thế này mình đi đây chắc cả ngày không được mất. Nãy giờ là mình đi hết toàn bộ cái công viên này rồi. Nãy giờ mình mới phát hiện ra là mình hơi bị, hôm nay là hơi bị si lì, hơi bị ngu ngốc này hôm nay. Bữa mình có đi ngang qua và hỏi một cái ông bảo vệ ở đây ấy. Ông ấy bảo là cái khinh khí cầu ấy nó chỉ có tổ chức ngày 16 thôi. Hôm nay là ngày bao nhiêu rồi? Hôm nay là ngày 18, tức là nó hết từ 2 hôm trước rồi Đức ạ. Đến ngày hôm nay coi như là công cấp. Chán thế không biết nữa. Rồi mà hôm nay đến thì cũng biết được thêm rằng là cái chỗ mà đáng lý là khinh khí cầu ấy kìa. Ngay từ cái lúc mà mình nhìn ra cái chỗ khinh khí cầu kia ở ngoài là đáng lý là không thấy, là biết là nó hết rồi, mà mình vẫn cố đâm đầu vào trong.
ở bên trong Mai Trung Công Công Viên ấy, thì nó đang có cái sự kiện là tiêm vaccine ở trong đấy. Và ra trong đấy hôm nay là để tiêm vaccine. Và là mà sao anh em đi đông thế, mình cứ tưởng là đông thế anh em đi chụp hình. Và ra không phải, anh em đi đông thế để tiêm vaccine. Mình hôm nay công nhận là nước Pháp mà cung cấp luôn. Lên trên mạng đọc thông tin, đúng là trên mạng không gì tin được mọi người ạ. Đọc này chắc chết, chỉ có ngày 16 thôi. Coi như là mình sẽ không bao giờ mình được nhìn thấy cái khí cầu dị dị ấy nữa. Thôi rồi, cố gắng tìm trên mạng xem có cái cảnh nào đẹp đẹp không, mình sẽ ghép lại trên đấy xem nhìn nó chất chơi tí. Thôi rồi, chắc là chuyến đi của ngày mình hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Coi như chuyến đi lần này ngày hôm nay là thất bại. Và đây là một trong những cái lần rất là hiếm hoi mà mình đi thất bại như thế này luôn á. Mình nhớ là lần trước mình có một lần thất bại đi cùng với bố mình là mới lần đi chợ trời với lại đi một lần công viên ấy. Đấy, không ngờ là lần này mình đi cùng chị Trà. Công nhận may chị là người lớn nên chị thất bại không sao đấy. Chứ kiểu giống bố mình, mấy người già già là đi cho nó vui, có cũng được mà không có cũng không sao chứ. Nếu mà mấy người trẻ trẻ đi cùng mình chắc là thôi chết, anh Đức lần này mất uy tín quá. Đó, nhưng mà thôi, nói chung thì hôm nay đi cũng biết được qua qua ở đây nó như thế nào. Thì rất xin lỗi mọi người ngày hôm nay là mình hôm nay mình quá là xin lì ngốc nghếch luôn. Hy vọng là các bạn thích thì thích, mà không thích thì không thích cái clip này. Và đừng quên subscribe, chứ đừng bỏ subscribe nhá. Hẹn gặp lại mọi người trong những cái tập lần sau mà khi mà mình có được những cái vị trí nó đẹp hơn. Chị nói đi, chị nói nhau. Đi. Ừ, không ngờ mày quay phim.